Năm 1732, chúa Nguyễn Phúc Trú tiến chiếm vùng đất này, nay là Vĩnh Long, Bến Tre, dựng Dinh Long Hồ trực thuộc phủ Gia Định. Từ năm 1735 đến năm 1739, Mạc Thiên Tứ mở rộng đất đai kiểm soát của mình sang phần đất Cà Mau, Bạc Liêu, Hậu Giang, Cần Thơ ngày nay, đưa thêm các vùng đất mới này vào trấn Hà Tiên thuộc lãnh thổ xứ Đàng Trong. Với việc đặt chân đến Cà Mau, Nam Tiến coi như cơ bản hoàn tất.